Lạnh lùng, ngạo mạn, hận thù và ngông cuồng. Nhưng thắng Goku là gì thật sự trong lòng anh đang muốn. Anh đi cùng với đội của Raditz và nắp ba bắt đầu xuống trái đất tìm giết Goku, kẻ thù trong cuộc đời anh được cho là lớn nhất. Raditz thất bại mặc dù lúc đó cả ba đã tấn công. Anh và nắp ba lên đến Namek để cùng tìm Ngọc Rồng. Tuy nhiên sức mạnh lúc đó anh đã vượt trội hơn cả Goku, nhưng anh vẫn bại trước tay Goku và kẻ từ đó nuôi hận thù. Chiến đấu với tên Risa giành lấy tất cả những viên Ngọc Rồng, cố gắng của anh không thể cứu nổi, phải nhờ Goku đến để tấn công. Kể ra tất cả những gì ẩn khuất, cách đấm máu của người Saiya hay giết chết hắn vì nó đã khiến hành tinh chúng ta cuối cùng phải tan rã. Chúng ta cần phải giết hắn vì người Saiya đã nằm xuống. Tôi đã bất lực, anh hãy chiến đấu tới cùng, xin đừng buông. Hãy hạ gục hắn bằng chính đôi tay của người Saiya. Tôi là những lời của anh thốt ra. Vegeta, hoàng tử gia tộc của người Saiya, sau trận Risa được hồi sinh lại sống nhờ Bulma. Người giết Risa thêm một lần nữa đến từ tương lai, là con trai của cả tốt chắc Saiya và bố Vegeta. Cậu là trên đến báo trận chiến 3 năm nữa. Vegeta quyết định tập luyện để có thể mạnh hơn xưa. Để đáp lại cố gắng đó, anh trở thành Super Saiyan. Trận chiến robot được dự báo trước cuối cùng cũng nổ ra. Cùng đến là 3 năm sau cuộc chiến đó đã đến được mau, nhưng anh không thể đánh bại anh rồi, và tất nhiên là cả sao. Anh đã ít nhiều cảm nhận được rằng trong người của mình đã có cảm xúc, đó là lý do ở lại trái đất cùng Bulma và Trần sau khi Goku mất. 7 năm sau Goku trở lại cuộc sống tham gia đại hội võ thuật. Vegeta đã lên cấp 2 do trong quá trình tập luyện rất khổ. Cả hai đụng độ ở trong trận đấu nhưng do tay sai mà đi. Hắn có ý định phục sinh Ma Bươn có lẽ để dễ bị thống trị. Anh bị thao túng trở thành một con người rất tàn ác, giết hại nhiều người đại hội võ thuật, vì thế mà tạm gác. Goku đành phải chiến đấu cùng anh ở nơi không có người. Cả hai lâm vào trận chiến với sức mạnh có thể vỡ khắp trời. Sức chiến đấu quá lớn đã khiến thức tỉnh cả Ma Bư. Anh nhận lỗi lầm về mình nên đã đánh ngất cả Goku, nhẫn nhục cả trên phải sống để bảo vệ mẹ Bulma. Anh nhờ tới Piccolo mang trên Goten đi thật xa. Anh tự sát giết chết cả bản thân mình, giết Ma Bư vì nó làm cho rằng thuộc về mình. Những sức mạnh không thể thay đổi được tình hình. Từ địa ngục trở về lần nữa khi cầu được hồi sinh, cùng Goku hợp thể trở thành Vegeta. Cho Ma Bư đã giết con trai và Bulma. Anh cảm phục sức mạnh trước mắt của Goku. Anh tự nhận mình là kẻ yếu hơn cả hai để giết được Ma Bư. Sau khi thắng Ma Bư, anh quay về lại trái đất, có thêm con gái tên là Bulma và nhiều bằng thân khác. Trước lúc đó người ta đã được hồi sinh lại. Anh hạnh phúc khi mình là một chiến binh vậy.